Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chính phủ ký quyết định công bố danh mục 34 cảng biển Việt Nam, siết chặt kiểm định phương tiện, ngăn ngừa tai nạn giao thông do lỗi kỹ thuật. Chính phủ vừa ký quyết định số 804 công bố danh mục cảng biển Việt Nam gồm 34 cảng biển, trong đó cảng Thanh Hóa thuộc cảng biển loại 1. Cụ thể, trong danh mục 34 cảng biển của Việt Nam, hiện cảng biển Hải Phòng và cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu là hai cảng biển loại đặc biệt. Ngoài ra có 11 cảng biển loại 1, 7 cảng biển loại 2 và 14 cảng biển loại 3. Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 76 quy định tiêu chí phân loại cảng biển, trong đó tiêu chí phân loại được dựa trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt với các chỉ tiêu như cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của cả nước hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế, cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của vùng, cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cơn mưa lớn kéo dài vào trưa nay 11 tháng 7 khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Thanh Hóa ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn như đại lộ Lê Lợi, đường Tô Vĩnh Diện, Quang Trung. Có nơi nước ngập lên tới 50cm, làm nhiều phương tiện chết máy giữa đường. Cũng do mưa lớn, một số tuyến đường cây cối gãy đổ chắn ngang đường khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Đến 13 giờ mưa tạnh, song nhiều tuyến đường vẫn còn ngập nước. Được biết, hiện nay hệ thống thoát nước trên nhiều tuyến đường của thành phố đã được đầu tư nâng cấp, song do mưa lớn nên hệ thống thoát nước không kịp, gây ra tình trạng ngập cục bộ. Thưa quý vị và các bạn, không hạ thấp tiêu chuẩn hay bỏ sót, bỏ lọt bất kỳ một hạng mục đăng kiểm nào trong quá trình kiểm định phương tiện. Trường hợp phát hiện trung tâm đăng kiểm có dấu hiệu vi phạm sẽ đề nghị cục đăng kiểm đình chỉ hoạt động là những giải pháp mà Sở Giao thông Vận tải đang triển khai nhằm siết chặt công tác đăng kiểm phương tiện, góp phần ngăn ngừa, kiềm chế các vụ tai nạn giao thông do lỗi kỹ thuật gây ra. Hiện nay, Thanh Hóa đang có 9 trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ tại thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và các huyện Đông Sơn, Hậu Lộc, Ngọc Lặc và Cẩm Thủy. Thực hiện chỉ thị số 08 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu các trung tâm đăng kiểm đầu tư nâng cấp dây chuyền kiểm định, đồng thời siết chặt các bước kiểm định phương tiện, tuyệt đối từ chối kiểm đối với những phương tiện cải tạo kích thước không đúng với thiết kế. Thực hiện công tác xã hội hóa lĩnh vực đăng kiểm thì hiện nay có rất nhiều trung tâm đăng kiểm mới mở ra. Thì trung tâm cũng đối với trung tâm 3603D thì tăng cường hơn nữa cái cung phục vụ khách hàng để khách hàng được thực hiện công tác kiểm định được nhanh chóng, giảm thiểu các thủ tục hành chính. Từ đầu năm 2022 đến nay, các trung tâm đăng kiểm của Thanh Hóa đã kiểm định cho trên 69.000 phương tiện xe cơ giới, trong đó có 64.500 xe đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và hơn 4.500 lượt phương tiện không đạt kiểm định lần đầu. Các phương tiện không đạt rơi vào lỗi hệ thống phanh chiếm tỷ lệ tương đối. Lỗi hệ thống phanh là rất quan trọng, ảnh hưởng đến tính an toàn của phương tiện khi tham gia giao thông cơ giới đường bộ, nên là trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3604D đã yêu cầu phương tiện đi khắc phục những khiếm khuyết hư hỏng của hệ thống phanh làm ảnh hưởng đến tính an toàn của phương tiện. Nếu khi mà chủ phương tiện mà đã đi khắc phục mà sửa chữa những khiếm khuyết hư hỏng đấy, nếu đạt yêu cầu trung tâm sẽ tiến hành kiểm định lại và cấp giấy nhận an toàn kỹ thuật. Hiện nay, thực hiện xã hội hóa hoạt động kiểm định xe cơ giới đã tạo thuận lợi cho chủ phương tiện lái xe, song với số lượng trung tâm đăng kiểm được đầu tư xây dựng ngày càng nhiều khiến các trung tâm phải cạnh tranh, từ đó sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng đăng kiểm, nhất là thời gian gần đây có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do yếu tố kỹ thuật phương tiện. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đăng kiểm tại các trung tâm đăng kiểm, yêu cầu các trung tâm quán triệt cho các đăng kiểm viên thực hiện nghiêm túc quy trình, các bước đăng kiểm, không để lọt phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật lưu thông, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ phương tiện, lái xe trong việc bảo dưỡng, sửa chữa, kịp thời thay thế thiết bị đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông do kỹ thuật xe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.